xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Lâu rồi em mới nhận một kèo hơi to như thế này. Trên đây là mấy cặp thùng na ray của một bác khách ở bên Hà Nam. Bác có nhờ bên em gần như là set up lại, set up lại và sơn lại thùng. Đấy. Mới sáng sớm ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch mà bác gọi nhiều nhéo rồi. Chắc là tháng này ăn no rồi. Trên đây là mấy cái thùng nhá. Đây này, thùng này là cái thùng này là sơn sần cát này, sơn kẹo gần như là sơn nhựa. Đấy. Còn đây là sơn dạng sơn nước này. Đấy. Em nhận sơn lại nô này giá hợp lý thôi, bởi vì nô này nó làm nó mất nhiều công quá các bác. Nô này làm là sơn lại thùng, sửa lại phân tần, vệ sinh tổ máy. Đây là tổ máy của bác khách này, vệ sinh tổ máy, sau đó là lại sau khi vệ sinh tổ máy xong lại sang tận nơi set up lại toàn bộ hệ thống, nên là nó khá là mất nhiều công sức và thời gian, nhưng mà tính giá làm sao nó hợp lý nhất là được. Thật ra nếu mà sơn lại thùng với các dòng vỏ thùng dây 30 40 thì bên em chỉ nhận khoảng từ là vỏ 30 bên em nhận khoảng là từ 400 đến 600 tùy từng loại thùng. Còn 40 thì từ 500 đến 700 tùy từng loại thùng. Và thùng xúc kép thì từ 800 đến 1,2 triệu tùy từng loại thùng. Đấy nhá. Trên đây là cái thùng của bác khách này. Thùng này gọi là SV. Đấy, SOV hay là SV đấy. SOV. Đấy. Thùng này chất lượng cao nhá. Thùng này em sờ cái thùng cái nước sơn là em thấy rất là ưng ý và làm theo tiêu chuẩn, mà em thấy nó gọi là đúng là chuyên nghiệp luôn. Cái khung dây treo này bằng sắt, mà loại này không biết có phải sắt không, nhưng mà nhìn trông nó kiểu như là kẽm ấy. Đấy, nó giống cái loại khung dây của Phil Acoustic, nhìn trông rất còi còi bé bé con, nhưng mà nó ra được cái chất. Đây này, thép của nó rất là nhỏ bé nhưng mà nó ra được cái chất, thế mới xịn. Đấy. Thì trên đây này em vẫn có làm lại các lô khác của khách sửa thôi nhá. Thì lô này của khách sửa này. Với cái thùng ngày xưa làm thì bỏ bớt ra để chuẩn bị làm nên đơn cho các bác. Các bác đặt nẻ nhiều. Đây là cái thùng của bác khách, là bác muốn sơn lại toàn bộ màu đen hết, kể cả khung dây. Với những chi tiết ví dụ bằng nhôm này thì em sẽ tháo ra và em dùng sơn xịt, sơn nọ xịt ấy, để em phủ nền. Sau đó thì em sẽ bắn hạt sần lên như này. Bắn hạt sần lên, với nưới cũng thế, nưới thì cũng tương tự thế, thì em sẽ sử dụng máy chà thô hoặc là máy đánh rung, thì đánh qua xong bắt đầu là sơn bóng bằng cái nọ sơn xịt. Bởi vì sơn của em dùng máy kia là chỉ hỗ trợ cho là bắn hạt tạo sần, chứ còn nếu mà phủ bề mặt này thì lại phải sử dụng cái loại sơn khác. Sơn sần thì chỉ bắn ở trên gỗ được thôi, chứ còn nếu bắn trên lưới sắt này thì nó không bám, mình cậy nó bong ngay. Đấy, thì trên đây là tổng quan của bác khách nhé. Bác khách ở Hà Nam, cảm ơn bác đã tin tưởng cửa hàng rất nhiều. Đấy, em thì cứ chúc bác là từ giờ đến cuối năm bác kiếm thật nhiều tiền để xây vài cái biệt thự. Và nếu mà có các bác có nhu cầu nâng cấp hệ thống hay là sửa chữa bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống thì alo cho em nhé. Thì bên em vẫn nhận đầy đủ hết. Đây là tủ máy này. Cái này em sẽ làm clip phần 2. Sau khi sơn sửa xong thì em sẽ quay cho các bác xem bên trong tủ có gì và setup lại nó như thế nào. Và chia sẻ luôn cho bác là bác khách rất chịu chơi và có một chiếc bàn mixer đến từ thương hiệu Yamaha, hàng bãi xịn, MG24-14FX, cao cấp. Đấy, bác sang em thì mang cả dây loa luôn, cái quận dây loa. Đấy. Ok nhá, thì trên đây là em giới thiệu qua về cái lô sản phẩm mà em đã được nhận thầu trong buổi chiều tối ngày 1 tháng 8 âm lịch. Mong muốn các bác ủng hộ nhiều hơn rất nhiều. Đấy, mọi thắc mắc cũng như kiến đóng góp các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Đây là nai ray của
anh đây nhá. Sử dụng củ loa 1508 của Vivay. Nhưng mà con này thì công suất nó nhỏ thôi. Chương trình có 500W, program có 1000W. Nó thua xa các dòng củ tương tự nhưng mà của JB. JB toàn 600, 700 hoặc thậm chí 800. Nhưng mà so về độ nhạy với chất âm thì JB không có cửa. Volt capot con này nên rất hay. Tới 2 côn trăm và tép là từ 17. Nhưng mà cái nâu này của anh là có vài con là phải nạp lại nhá. Con này là một hay sao này? Có một con nào đó ngay đây. Cái bát của nó bị khột khột. Đây con này. Một hoặc hai cái nạp lại thì này sẽ nạp luôn cho bác khách. Phân tần thì hoành tráng lắm, đùa đâu mà. 1508. Đây. Rất chất, sử dụng phân tần rất ối ôi. Ối ôi xịn thế, không phải là ối ôi đều thế đâu. Ối ôi xịn thế. Đây là của anh là có hai đôi đời đầu và một đôi đời sau. Thì anh em đang tháo nốt mấy cái nữa. Tháo nốt đống 40 neo. Đây em sẽ quay trước là 40 từ thường để báo cáo tình trạng. Có 1 đến 2 chiếc, con này là 1 này. Đấy. Chắc là có một chiếc thôi. Nhưng mà tí nữa em kiểm tra lại xem nào. Bởi vì con này là sợ nó khột. Ấn với ông lật ngửa lại ấn là khột. Đây. 500W RMS 8 ohm. 15-1508 phi bay. Đấy, chưa gì nắp đã nõm rồi. Đấy. Khột luôn. Bây giờ em đặt ngửa ngược lại để kiểm tra nhé. Con nào bị khá thì em sẽ báo luôn. Và có xử lý không thì tùy. Con này hơi bị này. Hơi bị nhẹ đây. Đấy. Kiểm tra hết. Với Vivay ấy, con nào cũng bị hết. Con này thì không sao. Con này hơi bị này. Hơi bị, ấn ngoài vào bắt đầu hơi bị. Nói thì một phần thôi nhưng mà đến lúc nan nữa em sẽ thử bằng âm ly, tức là đánh với công suất lên và cho chạy tần số 25 đến 80 Hz là sẽ biết ngay. Con nào bị cái nó gột luôn. Con này có vẻ hơi bị nhẹ. 6 con thì bị 4 con rồi, chết rồi. Đấy là về phần bát. Còn phần tép, con nào mà không ổn cái thì em sẽ thay côn luôn, chứ không có nói nhiều. Đấy nha các bác nha. Bây giờ anh em sẽ lật 40 ra, xong rồi tháo ra. Kia là củ neo. Đấy. Ok các bác, trên đây là tổng quan đã tháo ra. Em tháo ra em nhìn nó nản luôn. Chưa nô nào mà chán đời như nô này. Bát này, thay côn này. Côn này là côn gọi là côn cuốn tay này. Con này cũng côn cuốn tay này. Côn zin của nó này, côn zin là đen thui này. Anh em các bác bảo côn trái nhưng không phải. Côn zin của nó là sử dụng dây nhôm dẹt và cuốn xong được phủ sơn đen. Các bác nhìn cái sơn nó bám vào cái côn phíp này. Nói phíp. Đấy. Còn đây là côn này là côn anh em tự cuốn xong thay này. Côn này anh em tự cuốn xong thay này. Đấy. Còn con này là côn này là côn nô này. Lô này là mua mới, nó có nhiều nhé. Lô này là bác chủ hơi sao ruột rồi. Côn zin nhưng mà con này là phải thay này. Con này bị nòi hẳn dây này. Nòi hẳn dây à. Con này là phải thay này. Với con này là thứ hai, con này thì keo chỗ mỏng chỗ dày. Con này là chắc cũng có khi phải thay. Nếu mà không thay thì chắc là thợ cao tay mới xử lý được. Cái đoạn nó vá dây. Vivay 1508 ấy thì là toàn dây nhôm. Về Việt Nam là khí hậu nồm ẩm nên là nhiều khi nó bị oxy hóa. Nhôm nó bị oxy hóa nên là hay phải vá này, kiểu vá hàn. Đấy. Đấy là về phần củ nó bát, côn nó bát nhá. Thì 6 cái thì 3 cái thay. Con này thay nữa là 4 này. Con này thì chỉ làm lại thôi. Con này thì gần như là không sao.
gần như không sao, côn trong tình trạng còn rất đẹp, nó chỉ bị đánh thủng râu này thôi, bởi vì các cái dòng này thì nó không không tham được to, đèn hồng ánh nó còn ám khói này. Đấy là về phần cụ nó bát, còn về phần cụ nó tép đi, ôi rồi ôi. Côn nó tép này, con này là côn thay, xong là nắp của nó nhìn trông nó chán đời này. Côn nó tép mà đã bị bẹp cái nắp này là nó ra một cái âm nó khác hoàn toàn. Em nói thẳng là kể cả côn mới mà nó bị bẹp cái này thay nhá. Đây con này là côn zin này, con này là côn zin này. Đấy, côn zin. Đây là có hai con neo, hai con đời mới thì hai con neo, còn đời cũ thì con này là dây tròn nhưng mà nó bị bám mâm côn này. Đấy, nó bị bám một tí mâm côn này, không biết là côn này nó như thế nào mà bám một tí mâm côn. Đa số những cái mâm này là nó bằng nhựa, con này là đấy, biết ngay mà cậy phát ra ngay, sợ nó có cái cảm giác cái là cậy phát ra ngay. Em làm thì em con nào mà không ổn cái em cậy luôn, bỏ luôn. Con này là chắc chắn phải thay này, chắc chắn phải thay nha, bẹp hết mâm rồi, côn cũng ám rồi. Đây nữa con này thì không phải nói rồi, côn đã côn nằm lại xong lại nhìn trông nó nhoe nhoét này, thay. Đó. Và chiếc cuối cùng đây, đây chiếc cuối cùng, côn này là côn cuốn lại, nhìn trông nó nhoe nhoét. Ok các bác nhá, thì trên đây là tổng quan về cái nô na ray em làm cho bác khách này. Và đấy là na ray. Còn đây là về phân tần bên trong cái loa này. Em sẽ để tạm cái cục thép từ của con 1508 này ra đây. Em sẽ nhấc cái giỏ này ra. Đây là cái phân tần này. Con này thì phân tần nhìn trông khá là ổn nhá, nhưng vẫn phải cân lại theo loa. Ổn đến mấy thì cũng phải cân lại theo loa, chứ không làm vò được. Bên em làm nó kỹ tính nó quen này. Áp đặt. Anh em hay gọi là làm theo kiểu áp đặt. Vẫn đánh tốt nhưng mà thay nó vẫn phải thay. Đấy. Còn đây là cái phân tần của con loa này. Hai thể loại loa khác nhau, giờ làm nó khó. Bây giờ làm nào cho nó giống nhau nhỉ? Đấy. Bây giờ khắp đáp tuyến của loa này và loa này làm sao nó đồng đều nhất có thể, cùng pha, cùng đáp tuyến. Riêng pha bát thì giống nhau, còn pha tép thì còn tùy nhá. Pha tép thì bát neo tép thường, bây giờ tép neo tép thường thì làm nó khó. Xem nào, hôm nay là hơi vất vả rồi. Còn đây là đống 40 này là em sẽ không quay, bởi vì loại thì quay qua cho các bác xem. Đây là bát 15 NDF 100C1. Con này chắc là bị ép đánh công suất lớn nên là nó nóng, nó nổi bọt khí ở đây này, nổi bọt khí ở cụ bát này. Phân tần bên trong là loại này. Ăn may là không phải làm thôi, chứ còn nếu mà làm lại hết nhục. Đây. Lô này thì đồng bộ hết, đều một loại phân tần hết. Nhưng phân tần này nó không phải là viết mã cho cái loại này, mà phân tần này là viết mã cho cái dòng không lót. Đây là của anh đấy nhá. Con này thì tép ngon này, không sao này. Con này thì không hiểu anh đánh kiểu gì. Úi dồi ôi, thúng cái màng này. Ôi, thúng cái màng. Trong đời em vài lần em nhìn thấy loa thủng màng thì em hãi rồi. Các bác dùng loa như phá. Con này thì côn zin nhá. Ăn may được hai con rồi này. Đấy. Con này thì là cũng zin nữa này. Ba con này. Ba con này. Con này thì thôi, nhè nhuét đây rồi, dập màng là không được, còn keo làm lại nữa này. Con này nó phải thay này, thay mâm côn luôn. Con này thì tạm chấp nhận được, nhưng mà con này dây tròn, nếu mà đánh công suất lớn là nó sẽ đứt luôn. Mà con này là côn này nó chỉ được 80W thôi, còn côn mà dây dẹt thì nó mới được 120W. Con này thì nhìn là kinh rồi, nhìn là biết rồi nhá. Thay luôn thôi. Đấy. 6 con này, trong đó là 3 con cần phải thay côn. Côn này côn zin này. Đấy. Sao nó đều thế nhỉ? Hình như nó bị một vế hay sao ấy. Loa này mà cắt tần số sai cái cho nó cứ tham vút capot lên. Quảng ngay.